những cánh dòng trôi mang niềm đau. Thời nào yêu hết trái tim buồn, thời nào yêu hết trái tim buồn, xin giữ trong mắt lệ. Bà Hà không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Trường bước vào cửa. Có lẽ bà đoán ra được lý do về thăm nhà của đứa con trai mình. Hai mẹ con ngồi trong bếp nói chuyện vì sắp đến giờ nấu cơm chiều. Má, bà con có nói gì về cái chuyện giữa con với lại Sương không má? Bà con đồng ý cho con lấy Yên Sương, miễn là nó theo đạo. Trường lặng thinh, không hỏi thêm mà cũng không nói gì thêm. Nhìn nét mặt không vui của con trai, bà biết là con không đồng ý về quyết định của ba mình. Còn má tính sao má? Còn tính cái gì nữa, con biết cái tính của ba con mà. Ai mà cãi được ổng, ai mà thay đổi được cái ý kiến của ổng chứ. Má nghĩ là con nên năn nỉ ba má con Yên Sương đi. Bà Hà nói trong lúc nước mắt ứa ra kèm theo tiếng thở dài. Bà linh cảm con trai trở về không báo trước chắc là phải có chuyện quan trọng và cấp bách. Dạ có, con có thưa chuyện với ba má của Sương. Ba má của Sương nói là cũng không ngăn cản cái chuyện vợ chồng của hai đứa con, mà họ cũng không bắt con phải theo đạo của họ nữa. Con lớn rồi, con muốn quyết định cuộc đời của con. Con nghĩ là con có quyền tự do chọn lựa cái người vợ tương lai của con. Bà Hà nhìn con mỉm cười ứa nước mắt. Bà ôm đứa con trai độc nhất vào lòng và lên tiếng. Trường à, má cũng không có đồng ý với ba của con. Nhưng má không làm gì được để mà giúp con hết á. Má chỉ biết khuyên con là gì thì gì con cũng nên từ từ. Trường nhìn mái tóc điểm xương cùng nét mặt buồn u uẩn của mẹ. Từ lâu anh biết là bà đã không được sung sướng dù đang sống trong giàu sang. Người ta nói tiền không đem lại hạnh phúc. Điều đó quả thật là đúng vào trường hợp của má anh. Bà có đủ hết mọi thứ ngoại trừ tình cảm. Ở trong một xã hội còn có cái quan niệm chồng chúa vợ tôi. Má của anh mang danh nghĩa là vợ trên tờ hôn thú. Nhưng mà thực tế không khác gì một người hầu hạ, chiều chuộng và làm theo lệnh của chồng. Bản tính vốn hiền lành, yếu đuối và nhu nhược. Bà bị chồng bắt nạt, đối xử tệ bạc và đôi khi đánh đập. Tuy nhiên bà không làm gì khác hơn là chỉ biết âm thầm chịu đựng. Trường đã nhiều lần thấy mẹ khóc thầm. Chính sự buồn tủi, cay đắng và phiền muộn đã giết chết tình thương giữa bà với chồng. Có thể nói bà thương con nhiều hơn thương chồng. Từ khi anh đi lính, bà sống cô đơn và buồn tủi. Vì vậy bà mong ước có được một đứa con dâu, có được đứa cháu bên cạnh để trò chuyện và ẵm bồng. Trường quay ra cửa nhìn khi nghe có tiếng xe ngừng lại ở trước cổng nhà. Ông Hà bệ vệ đi vào, nhìn thấy ba bông mai bạc trên cổ áo của ông. Trường mỉm cười hỏi, ba, bộ ba mới lên lon hả ba? Bà Hà cũng gật đầu thờ ơ lên tiếng trả lời thay cho chồng. Ôi, tao không biết ổng làm cái gì mà lên lon hoài à. Ổng đâu có đánh giặc như người ta đâu. Ba đánh giặc, giặc miệng đó má. Bà Hà ký đa lên đầu con trai một cái, rồi bật cười khi nghe câu nói mỉa mai của con trai. Hơn một năm không gặp, thấy ba mình thay đổi chút ít. Bộ quân phục ủi hồ láng cón, đôi giày bốt đen loáng, tóc cắt ngắn, dáng đi bệ vệ và chậm chạp hơn. Có lẽ vì ông muốn làm ra vẻ bệ vệ hơn, hoặc cũng có thể bởi vì thân thể của ông bây giờ nặng nề hơn. Dạ ba khỏe không ba? À mày về nào vậy? Dạ con mới về ba. Quay sang vợ, ông Hà nói như ra lệnh. À bà dọn cơm lên cho tôi ăn xong, tôi còn đi họp đây. Dạ. Bà Hà dọn cơm lên trên bàn trong lúc chồng đi vào buồng thay quần áo. Lát sau ông Hà trở ra trong bộ quân phục mới, còn được ủi hồ láng cón.
Ba mới lên lon nữa hả ba? À, ủa, còn mày, ta tưởng mày lên thiếu úy rồi. Dạ chưa, con, ôi con cũng không để ý, chừng nào lên cũng được mà. Con muốn nói với ba một chuyện. Trường ngừng lại, lần nào cũng vậy, anh cảm thấy khó khăn khi nói chuyện với ba của mình. Cái cảm giác không thân quen và khó thông cảm làm cho anh ngần ngại khi đối thoại. À, chắc mày muốn nói tới chuyện con Sương phải không? Dạ phải. À, má mày khen nó đẹp, hiền lành, con nhà gia giáo. Ông Hà ngừng lại liếc nhanh vợ đang cúi đầu ăn, đoạn tằng hắn một tiếng nhỏ, xong cất giọng nghiêm, khô và gọn. Má mày nói nó đạo Phật. Bây giờ nếu nó chịu bỏ đạo thì tao đứng ra tao làm đám cưới cho hai đứa. Bằng không đó thì đừng có nói chuyện vợ chồng cưới hỏi gì hết nghe mày. Ông Hà đã làm tắc nghẽn cuộc đối thoại bằng câu nói trên. Nhìn vào mặt con trai, bà Hà thấy một cái gì đó lạ lùng. Đó là sự buồn phiền chán nản và hình như là nó đang quyết tâm làm một cái gì. Dạ, con thì con chỉ muốn hỏi ý kiến ba vậy thôi. Mày nói cái gì? Ông Hà hầm hầm nhìn đứa con trai của mình. Ông bắt gặp gương mặt của nó rất là bình thường, đôi mắt cũng rất là bình thường, đang nhìn thẳng lại mình. Con không có xin phép ba để cưới vợ. Bây giờ con cũng không cần ba đứng ra làm đám cưới rình rang theo cái ý của ba. Con chỉ muốn báo cho ba biết á, là con sẽ lấy Yên Sương làm vợ. Mà con cũng không muốn bắt buộc vợ con phải theo đạo của con. Cũng như con sẽ giữ đạo mình, con không bỏ đạo để theo đạo của người ta. Ông Hà nghe nói thì giận xanh mặt, phải kiềm giữ lắm, ông mới không tát vào mặt đứa con trai ngỗ nghịch của mình. Ông có cảm tưởng những lời của nó nói như viên đạn bắn trúng vào cái sĩ diện và tự ái của một người cha, và hơn hết là một vị cấp tá không quen nghe lời nói thẳng. Chỉ có Trường, cái thằng con mất dạy và uy vũ bất năng khuất của ông, nó mới dám tạt cái gáo nước lạnh vào mặt của ông như vậy. Nó coi thường quyền lực của ông. Ông giận đến độ chưa biết phải làm cái gì, thì giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mà lạnh lùng của con trai ông nó lại tiếp tục vang vẳng bên tai. Tại sao ba bắt người ta phải theo đạo của ba? Tại sao ba bắt người ta phải làm theo ý của ba? Tại sao con không đi theo đạo của người ta mà lại bắt người ta phải đi theo đạo của con? Con thấy như vậy là không công bằng. Ông Hà cảm thấy máu chạy rần rật trong cơ thể của mình. Thằng con mà ông khổ công nuôi nó lớn để ngày hôm nay nó ngồi đây giảng đạo đức luân lý cho ông nghe. Nó giảng cho ông nghe về sự công bằng. Ba là một quân nhân mang cấp bậc cao trong quân đội. Ba từng đổ xương máu và chiến đấu để bảo vệ cho tự do của dân tộc. Như vậy cái tự do mà ba bảo vệ là cái gì? Có phải đó là cái quyền được lựa chọn, được quyết định và có trách nhiệm về hành động của mình mà không bị ép bức hay là bị một áp lực nào hết, có phải như vậy hay không? Nếu mà như vậy thì tại sao ba bắt Sương phải bỏ đạo để theo đạo của ba, thì ba mới nhìn nhận nàng là con dâu trong gia đình? Ông Hà càng lúc càng cảm thấy lửa cháy hừng hực trong đầu của mình. Lửa giận cháy nóng đến độ làm ông phải đưa cánh tay lên định tát vào mặt đứa con đang ngồi đối diện với mình. Tuy nhiên cánh tay gân guốc đó lại buông xuống khi ông chạm phải ánh mắt của nó. Ông chợt biết ra rằng đứa con của mình không còn nhỏ dại để mình có thể bắt nó làm theo ý của mình. Dằn cái chén cơm còn nguyên, ông hằng học lên tiếng. À, mày là cái thằng bất hiếu. Tao không ngờ tao nuôi mày lớn lên rồi bây giờ mày. Mày muốn cái gì thì mày. Mày muốn làm cái gì thì mày cứ làm. Đừng có cho tao thấy mặt mày nha mày. Xô ghế đứng dậy, bước tới lấy cái nón. Ông Hà bước nhanh ra cửa. Trường vẫn ngồi im. Anh cảm thấy buồn vô cùng và cảm thấy chán Trường, mỏi mệt. Má, con xin lỗi má. Con thương má mà. Bà Hà nức nở. Giữa chồng và con, bà không biết binh ai, bỏ ai. Ăn vội chén cơm, Trường đi ra phòng khách nằm đọc sách. Sáng hôm sau khi thức dậy,
bà Hà đã không còn thấy con mình đâu nữa. Trường đã quay trở về đơn vị từ sáng sớm. Bà biết là chắc là còn lâu nữa mình mới gặp lại đứa con thân yêu của mình. Sương ngừng xe đạp trước một ngôi nhà khá lớn, lợp ngói và vách bằng ván. Trước cửa nhà có hai cây cao thẳng và cao vút. Nàng hơi do dự, chưa chịu quẹo vào nhà, nhưng sau đó lại mỉm cười quẹo xe vào khi thấy Trường vừa bước ra hiên. Đây là lần đầu tiên nàng đến nhà của người yêu. Thường thường Trường lại nhà của nàng nhiều hơn. Dù đã thuận cho hai đứa đi lại với nhau, nhưng mà ba má nàng vẫn dè dặt khuyên con gái của mình đừng nên đến nhà của Trường, bởi vì anh chỉ ở có một mình. Ba má nàng sợ nàng lỡ dại có bầu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Câu nói đó cũng đúng, bởi vậy đã có nhiều cô gái lầm lỡ và phải ân hận suốt đời. Chỗ ở của anh yên tĩnh quá, xin thích hai cái cây cao đó đó. Vừa dựng xe đạp, Yên Sương vừa chỉ lên hai cây cao. Trường mỉm cười nói nhỏ: em vô phòng, anh cho em coi cái này. Em... Thấy Sương có vẻ ngần ngại, Trường hiểu ý cho nên lại cất giọng nghiêm nghị: nè, đừng có lo, anh yêu em, sớm muộn gì mình cũng thành vợ chồng, cho nên anh cũng đâu có hấp tấp gì đâu. Anh hứa là anh không có làm gì hết đâu, cho tới khi mình cưới nhau. Em yêu anh, em không có tiếc gì với anh. Nhưng mà em không muốn ba má buồn. Hung lên đôi mắt đẹp của người yêu, Trường thì thầm: anh cũng yêu em, anh sẽ không có làm gì để em buồn đâu. Đôi tình nhân dìu nhau đi dưới tàn cây mận rườm rà, ánh nắng lỗ chỗ trên nền xi măng rêu móc. Trường mở cửa căn gác trọ nhỏ nhường chỗ cho Sương bước vào, như để chứng tỏ là mình không có ý đồ gì đen tối. Anh mở cửa rộng ra và lấy viên gạch chặn lại. Chậm bước vào căn gác của người yêu, Sương nhìn quanh quất, mỗi bề vuông vức chừng 5-6 thước. Căn gác chỉ vừa đủ cho một cái giường một người nằm, một cái bàn nhỏ và hai cái ghế. Khoảng trống trong góc được Trường đặt cái giá vẽ, ở trên phủ một miếng vải trắng tinh. Bây giờ anh cho em coi cái này nha. Bước lại cái chỗ giá vẽ, Trường nhẹ nhàng tháo mảnh vải trắng ra. Sương đứng bất động, hai mắt mở lớn. Nàng nhìn đăm đăm vào bức tranh trước mặt. Áo dài trắng đơn sơ, mái tóc dài buông thả, khuôn mặt, đôi mắt, tất cả đã được Miên Trường diễn tả bằng đường nét và sắc màu, tạo thành một hình ảnh sống động và trung thực. Sương ngơ ngẩn và thẫn thờ nhìn hình dáng của mình. Thật lâu nàng mới mỉm cười và nói: Anh dễ em còn đẹp hơn người thiệt nữa. Không có phải, cái này là anh chỉ vẽ cái hình ảnh của em, chứ anh không thể nào mà ghi lại hết được cái đẹp của em. Nó chính là cái tâm, nó là cái tình yêu, là nụ cười, là tia nhìn của em dành cho anh. Sương bước đến cạnh người yêu, ánh mắt của nàng ngời lên, ánh mắt tình tự yêu thương, cuốn hút Biên Trường vào nụ hôn bằng bạc, mê đắm, khiến cho anh như chết ngất vào làn môi ngọt ngào hương phấn. Em yêu anh, mãi mãi, mãi mãi yêu anh. Sương thì thầm, hơi thở nồng ấm hương tình yêu của nàng phà vào mũi khiến cho Trường như ngừng thở và chỉ còn biết diễn tả tình yêu của mình bằng cách hôn vào đôi mắt của người yêu. Nỗi muộn phiền ngày tan hơi thở, em thấy không cõi đời vô vọng. Xin em hãy cho tôi... Kể đến đây, bà Sương ngừng lại. Ánh mắt của bà mơ màng như nhớ lại cái khoảng thời gian hạnh phúc của mình. Lát sau khe khẽ bà thở dài một cái, rồi uống một ngụm nước trà, quay sang mỉm cười nói với Nhật Yên: bức tranh đó chính là bức tranh mà con có được.
Miên Trường vẽ nhiều tranh về bác lắm, đủ loại, đủ kiểu. Bác trai là một họa sĩ có tài. Lần đầu tiên mà con nhìn cô gái trong tranh là con say đắm liền. Có thể nói là không có cô gái nào mà có được một cái đôi mắt đẹp hơn bác trong bức tranh. Vậy mà bác hồi đó bác dám chê bác trai là biết vẽ không mà vẽ. Bà Sương bật cười khi nghe Nhật Yên nhắc lại cái câu mở đầu chuyện tình giữa mình và Trường. Nhìn Nhật Yên rồi chuyển ánh mắt của mình qua Quỳnh Trân, bà lên tiếng nói tiếp. Bà của con còn vẽ một bức tranh má khỏa thân. Nhật Yên hơi nhổm người dậy, còn Quỳnh Trân thì không nhịn được buộc miệng lên. Hả? Khỏa thân? Má? Má ở chuồng? Nói đến đó nàng im lại liền, mặt đỏ ửng lên, liếc sang nhìn Nhật Yên đang nhìn mẹ của mình với ánh mắt lạ lùng. Thở một hơi dài, bà nói với Nhật Yên. Con sống ở Mỹ nên chắc thường thấy người ta vẽ khỏa thân đúng không? Không trả lời, Nhật Yên chỉ lẳng lặng gật đầu và mỉm cười thay cho câu nói của mình. Ở vào thời của bác, nhất là ở vùng quê chưa bị nhiễm văn minh thành thị, thì cái chuyện khỏa thân là một cái gì mới lạ và vượt ra ngoài dọc lễ giáo. Miền Trường phải giải thích và năn nỉ thiêu điều gái cái lưỡi của ảnh, bác mới bằng lòng. Nhưng mà chỉ khỏa thân nửa kính nửa hở mà thôi. Chắc là bức hình đó đẹp lắm hả bác? Bác không có thân hình khêu gợi và hấp dẫn, nhưng mà Miên Trường nói là bác đẹp. Nét đẹp của bác mong manh như sương khói. Hướng mắt về Quỳnh Trân đang mỉm cười lắng nghe mình kể chuyện, bà Sương nói với con gái, nhưng mà cũng là ngụ ý nói cho Nhật Yên nghe. Con Trân so về thân thể thì nó đẹp hơn bác nhiều. Nó có ngực, có eo, có mông. Má! Má nói kỳ quá à! Trân liếc nhanh nhìn Nhật Yên và thấy anh cũng đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, khiến cho nàng cảm thấy thẹn thùng và nhột nhạt. Không chịu được, nàng lại sừng sộ. Anh nhìn gì vậy? Cười gì? Nhật Yên cười hăng hắc khi thấy Quỳnh Trân sừng sộ với mình. Tuy là nói sừng sộ, nhưng mà đó là cái sừng sộ đáng yêu, bởi vì trong đó nó pha lẫn sự nũng nịu lẫn âu yếm. Bác nói Trân có nhiều thứ đẹp cho nên anh muốn nhìn để so sánh thôi mà. Sương bật cười vì câu trả lời khôn khéo của Nhật Yên. Bà biết là Nhật Yên có cảm tình, nếu không muốn nói là thương yêu con gái của mình. Bà cũng biết là Quỳnh Trân tuy chưa yêu nhưng mà cũng rất cảm mến Nhật Yên. Tuy không nói ra nhưng mà trong lòng của bà cũng mong ước có được một đứa con rể giống như Nhật Yên. Nếu có được một người chồng như Nhật Yên, Quỳnh Trân sẽ được sống trong tình yêu và hạnh phúc, sẽ không phải chịu đựng khổ sở và vất vả về tinh thần lẫn vật chất. Mỉm cười, Nhật Yên nói với bà Sương. Bác nói đúng, Quỳnh Trân đẹp hơn bác nhiều. Bác đẹp là nhờ gương mặt và nhất là đôi mắt, trong khi Quỳnh Trân thì cái gì cũng đẹp hết trơn á. Cái anh này xạo quá. Quỳnh Trân ngắt lời của Nhật Yên, mặt nàng đỏ ửng đứng dậy đi vào trong bếp như không muốn nghe Nhật Yên nói tiếp. Hớp ngụm nước trà nóng xong, bà Sương mới lên tiếng nói với Nhật Yên. Cuộc tình của bác với Miên Trường có hai thời kỳ. Thời kỳ đầu tiên thiệt là hạnh phúc. Hai đứa tha hồ xây mộng, vẽ vời tương lai. Tuy nhiên, kết cuộc thật là khổ. Hai đứa phải chia tay vì một nguyên nhân rất tầm thường. Tuy nhiên, cái tầm thường này lại chính là nguyên nhân gây ra nhiều đổ vỡ của những kẻ yêu nhau. Con là một người viết văn, vậy chứ còn đoán thử coi vì nguyên nhân nào mà bác với Miên Trường phải chia tay. Nhật Yên lặng thinh bởi vì bị bà Sương hỏi một câu khó trả lời. Anh biết mình là người Việt Nam, sanh đẻ ở quê hương nhưng lại lớn lên và hấp thụ một nền văn hóa của ngoại quốc. Mặc dù ba má có giảng dạy về phong tục tập quán của quê hương,
nhưng vì ít chung đụng với người đồng hương cho nên anh không có dịp để áp dụng những thứ đó vào trong đời sống hàng ngày của mình. Bây giờ bị bà Sương hỏi, anh cố gắng nhớ lại những lời ba má dạy với hy vọng trả lời được câu hỏi khó khăn này. Dạ, bác với bác trai yêu nhau tha thiết, mong được sống chung với nhau. Do đó, cái nguyên nhân của sự đổ vỡ, con nghĩ chắc không phải do từ hai bác đâu. Theo con đoán thì có thể là nó sẽ phát sinh từ cái sự phân chia giai cấp hay là chuyện khác nhau giữa giàu với nghèo hay là thậm chí cái sự khác biệt về tôn giáo. Trong lúc nói, Nhật Yên nhìn bà Sương như để thăm dò phản ứng của bà. Tuy nhiên, anh chỉ thấy bà buồn rầu man mác với dòng nước mắt ứa ra. Vàng cầu tình cũ xin gửi cho đời, vàng cầu tình cũ xin gửi cho đời. Trường đứng trước căn phòng, trên đó có một tấm bảng đề mấy chữ Đại úy Trương Công Anh, trưởng phòng nhân viên. Ngần ngừ giây lát, anh đưa tay gõ cửa, mặc dầu lúc đó cửa đang mở hờ. Từ trong phòng có tiếng người vọng ra, cứ vô đi. Bước vào, Trường đứng nghiêm chào. Chào trả lại xong, Đại úy Anh đưa tay bắt tay Miên Trường, chỉ cho anh ngồi xuống cái ghế đối diện trước mắt của mình. Đại úy Anh lên tiếng hỏi, Trưởng quý là con của đại tá Hà, tùng sự tại bộ tổng tham mưu phải không? Trường hơi nhõm người lên khi nghe đến tên ba của mình. Anh linh cảm là có chuyện gì đó không ổn xảy ra. Theo lời yêu cầu của đại tá Hà, ông tỉnh nói với tôi làm lệnh thiên chuyển trưởng quý tới một đơn vị mới. Đại quý anh ngừng lại như chờ đợi xem phản ứng của Miên Trường hay Miên Trường có ý kiến gì không. Thấy anh im lặng, ông lại lên tiếng nói tiếp. Trưởng quý sẽ được nghỉ phép một tuần lễ. Sau khi mãn phép, trưởng quý trình diện tôi để nhận lệnh tới đơn vị mới. Trưởng quý có gì thắc mắc hay không? Thưa đại quý, tôi không có gì thắc mắc để khiếu nại. Chỉ xin đại quý cho tôi biết là đơn vị mới của tôi ở đâu. Đưa mắt nhìn tờ giấy đặt trên bàn, đại quý anh mỉm cười nói, đó là một cái đồn địa phương quân ở núi Sập. Cũng không có xa tỉnh lỵ lắm đâu. Khẽ gật đầu, Trường đứng dậy, đưa tay bắt tay Trường. Đại quý anh cười gượng, tôi chỉ làm theo lệnh cấp trên thôi nha. Bởi vì đại tá Hà là bạn của ông tỉnh đó. Dạ thưa đại quý, tôi hiểu chuyện. Miên Trường nói gọn, anh không phàn nàn hoặc là thắc mắc, vì anh hiểu là có làm gì cũng vô ích thôi. Chuyện thiên chuyển một ông trưởng quý không có gì khó khăn đối với đại tá Hà, một sĩ quan cao cấp và quyền thế trên bộ tổng tham mưu. Chàng lẩm bẩm, bây giờ Sương buồn lắm nếu mà xa mình đây. Anh chỉ biết lẩm bẩm, anh hiểu đây là sự dằn mặt của ba mình. Hành động thiên chuyển anh ra đơn vị mới nhằm chia rẽ tình yêu của anh với Yên Sương. Rồi sẽ còn những chuyện khác xảy ra cho đến khi nào anh không chịu đựng nổi và quay trở về nhà năn nỉ lại lục ba của mình. Ôi, thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó. Mình có 7 ngày phép thì cứ hưởng 7 ngày phép trước đã. Trường lẩm bẩm tự nói với mình trong lúc mở khóa chiếc xe đạp. Trong đầu ông họa sĩ si tình và lãng mạn đang tìm một cách gì đó để tận hưởng 7 ngày phép đó với người yêu trước khi đáo nhận nhiệm vụ mới. Khi em đã đi qua khoảng đời tôi, dù một khoảnh khắc sớm phai tàn và lệ em rớt trên môi nhạt, đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn. Vàng cầu tình cũ xin gửi cho đời.